nghiên cứu giá trị cảnh quan văn hóa di sản Huế và các vùng phụ cận trong việc bảo tồn phát huy giá trị quần thể di tích cố đô Huế là chủ đề hội thảo quốc tế do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu đô thị và vùng Đại học Waseda Nhật Bản tổ chức vào sáng nay. Tham dự hội thảo có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Đình, đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam, Cục Di sản văn hóa cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và Nhật Bản. Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế với Viện Nghiên cứu đô thị và vùng Đại học Waseda Nhật Bản, hai bên đã tiến hành nghiên cứu về giá trị, đặc điểm, tiềm năng đặc biệt của cảnh quan văn hóa và môi trường lịch sử sinh thái tại bốn khu vực lăng tẩm Hoàng gia Đầu Triều Nguyễn, đặc biệt là khu vực lăng Gia Long và vùng phụ cận. Hội thảo là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, nội dung, kết quả của việc nghiên cứu, bao gồm làm rõ, xác định và điều chỉnh khu vực bảo vệ vùng lõi, vùng đệm và các vùng chuyển tiếp, kết nối các di tích quan trọng để tạo ra các khu vực bảo vệ cảnh quan văn hóa và giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di tích cố đô Huế, đảm bảo hài hòa với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đề xuất hỗ trợ phát triển du lịch ở địa phương xung quanh khu vực di tích Huế, cũng như định hướng mở rộng chương trình du lịch nghiên cứu sinh thái dựa vào cộng đồng xung quanh khu vực di tích, tạo sinh kế, đồng thời khuyến khích người dân địa phương cùng chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ di sản. Với 10 tham luận được trình bày, hội thảo tập trung vào những vấn đề quản lý vùng đệm và tour nghiên cứu sinh thái tại cảnh quan văn hóa Sơn Thủy, bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích của đô Huế từ quá trình quy hoạch xây dựng kinh đô Huế trong lịch sử, phân tích về kết nối trực quan của những địa điểm linh thiêng bằng cách sử dụng hệ thống thông tin địa lý và xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ hợp tác, thực trạng và vai trò của vùng đệm trong quản lý di sản thế giới ở Huế, việc xác lập vùng đệm với sự kết nối vùng lân cận nhằm đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích của đô Huế.